sao lại nặng lời với tôi như vậy? Ai sở khanh? Ai hả? Ai thì tự anh biết. Lạ chưa? Sao cô hỗn hào với tôi như vậy? Chị cô phủ phàng với tôi, tôi không cưới Thùy Vân sao được? Một có một mình chị cô à? Anh câm đi, hãy trả lời những câu tôi hỏi. Tại sao anh đã cưới Thùy Vân rồi mà anh còn nuôi tới như chị của tôi? Từ hơn một năm nay tôi có gặp Ngọc bao giờ? Ngọc tuổi tôi ra khỏi nhà chắc cô chưa biết được. Nhưng trước đó anh có vợ mà còn gạt lừa, vì yêu bồng bột mà chị tôi không phòng ngừa, do đó mới xa vào cạm bẫy của sợ khanh. Cô khuyên, trước kia tôi nào có cưới vợ. Chị với ai, ai đến nhà của tuổi này? Bà ta nói đám cưới với anh đàng hoàng, rồi đưa tấm hình đám cưới cho chị tôi xem. Bà ta còn có ý muốn chọc tức chị tôi nữa chứ. Có chuyện đó sao? Ai tới mà tới hồi nào? Anh cứ về hỏi lại bà Thùy Vân, chắc chắn bà tới trước nhà chị tôi đuổi anh mà. Thôi, chào anh. Khoan đã, cô Quyên. Sao? Anh còn muốn nói gì nữa? Anh chưa đủ hay sao? Quyên, chắc có sự hiểu lầm rồi. Tôi mới cưới vợ chưa đầy một tháng đây mà. Chưa đầy một tháng? Nói nghe giống thiệt ghê chưa? Thôi thôi đi ông nội, tôi thấy hình cưới của ông rõ ràng mà. Hai người quỳ lại trước bàn thờ, tôi nói ra để anh đừng đạo đức giả gạt tiếp theo. Đúng là sự hiểu lầm chứ tôi nào có lường gạt. Quyên mới nói sao thì dân tới nhà là sự thật. Không lẽ nãy giờ tôi nói toàn là nói dối? Quyên, Quyên làm ơn nói hết cho tôi nghe. Được, em thương chị, có gặp châu cũng đừng nói gì hết. Chẳng qua là mình không may mắn trên đường đời. Em thương chị nha, đừng trách cứ ai cả, nghe em. Quyên à, sao cô không nói? Nói làm gì với kẻ bội tình? Cô Quyên, cô hãy xét lại coi, ai là kẻ bội tình? Anh còn đủ can đảm thốt ra những lời đó hay sao? Ai bội tình, ai lừa dối, ai gây ra tội lỗi à? Bộ mặt của anh đã có vợ mà còn lường gạt tình yêu kẻ khác. Trên đời này không thiếu chi những kẻ hèn mạt, nhưng có hèn mạt đến đâu họ cũng có lương tâm chứ không nỡ lường gạt tình. Đạo đức ở đâu, sao không nghĩ lại cho mình? Không lẽ hết gạt người này rồi gạt người khác? Lấy kiến rỗi lòng mình xem nó đen bạc đến đâu. Chỉ tôi hiền chịu đau khổ bấy lâu, để người đã mỏi mòn vì buồn cho xuống phần, chấp nhận hy sinh để cho người ta không khổ hận, để rồi tôi không có ý lừa gạt Ngọc. Không có ý lừa gạt vậy chứ anh? Anh đã có vợ mà còn muốn cưới chị tôi để làm cái gì? Bộ anh tưởng chị tôi chịu làm bé cho anh hay sao? Không, tôi muốn cưới Ngọc làm vợ chính thức mà. Hả? Vợ chính thức à? Phải. Còn bà Thùy Vân, anh bỏ ở đâu? Bà giàu sang già rồi anh mới gặp tôi nữa mà chi. Chuyện nhan nhãn là đủ đầy hình ảnh. Bây giờ thì bà Thùy Vân vui cười kiêu hãnh, còn chi tôi đã nát mặn tâm. Quyên, Quyên nên cho tôi biết Thùy Vân tới nhà bao giờ?
Anh về mà hỏi vợ anh, tôi không muốn nói gì thêm nữa. Chào anh. Quyên, Quyên. Trời ơi, vậy là Vân đã tới nhà Ngọc. Có lẽ Vân đã mạng sát Ngọc nên Ngọc mới có thái độ phủ phàng như vậy. Mình buồn vậy? À, có gì đâu. Mình à, buồn mình giận em sao? Em có nói gì đâu. Mình về nhà là em mừng mà. Hay là mình không muốn em đón dưới nhà như vậy? Nếu vậy thì lần sau em không dám đón như vậy nữa đâu. Có gì mà em khóc? Anh có phiền giận gì đâu. Em chờ đón anh dưới nhà. Khi anh về, anh bỏ em anh đi lên trên này à. Người ta chạy theo hỏi, anh cũng không có thèm trả lời nữa. Vậy không phải là anh buồn giận em sao? Anh Châu à, có gì em làm cho anh buồn á, sao anh không nói cho em nghe? Chúng mình đừng giấu che, vợ chồng mà có chuyện hụt hạt trong nhà thì làm sao mà ăn đời ở kiếp. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, chuyện trong nhà anh hơi bực mình thôi mà. Chuyện gì? Em có thấy ai nói cái gì đâu. Lúc nào ba má cùng cưng chúng ta, hay có chuyện gì anh hãy thật tình. Tôi đã nói rồi, không có chuyện gì đâu mà. Rồi tôi đi ra ngoài này cho khuây khỏa trong lòng. Sao hôm nay trong lòng tôi nóng bức quá. Em cũng đi với anh nha. Cô đi theo tôi càng nóng thêm nữa. Coi, coi anh. Đi nữa hả? Quyên, em tha lỗi cho chị, nhưng chị không thể không thú lộ với em những điều sai sứt trong lòng. Chị hèn quá phải không em? Chị đâu xứng đáng là chị của em. Chị Hai à, có gì mà hèn, chị đừng có nói vậy. Chị là chị của em mà. Nhưng chị không xứng đáng. Chị đã nêu gương xấu cho em, còn làm khổ cho em nữa. Chị Hai, chị đừng có nghĩ xa xôi nữa. Chị đừng tự hành hạ mình. Chị đừng thèm nhớ tới Châu nữa là yên hết. Mình khổ sở, hắn ta còn cười mình, chứ có ích lợi gì đâu. Chỉ khổ sầu hắn ta vẫn điềm nhiên, tài xế người ta làm gì mà em gặp anh Châu ở đâu vậy? Ở gần chợ á. Anh Châu có chào em không? Có. Anh có hỏi gì không? Có. Anh hỏi gì? Thì hỏi chứ có hỏi gì thôi. Không lẽ gặp em mà không hỏi cũng kỳ. Khốn nạn mà, còn hỏi làm gì nữa? Sao anh ta không tỏ một chút gì ân hận vậy? Anh ta là người ta hay là... Thôi chị, người ta đã như vậy rồi,
chỉ có nguyền rủa cỡ nào thì cũng vậy thôi. Vừa qua em đã chửi thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ là còn thương chị lắm. Trời ơi, sao em lại chửi ảnh? Chị đã hứa với người ta rồi mà. Cái gì? Chị hứa cái gì? Trời ơi, chị không có nợ nần gì ai mà phải hứa hết á. Chị Hai à, chị đâu có biết cái người đàn bà đó đó khôn ngoan không thể tưởng. Bà ta chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc riêng mình, còn ai thế nào thì bà cũng mặc kệ ai, miễn sao với giàu vui vẻ là được rồi. Bà ta tới đây năn nỉ chị thiếu điều muốn lại, nên em mới nói toạc ra cho anh Châu biết chuyện này. Quyền ơi, chị đã hứa với người ta rồi, sẽ không bao giờ tiếp xúc với anh Châu. Vậy à, được, từ đây em không xen vào chuyện riêng của chị. Quyền kìa, em lại giận chị nữa rồi. Không, nhưng em thấy rõ bộ phận của mình, không khéo lại làm chị buồn phiền hơn. Đối với Châu, em nghĩ khác, còn chị nghĩ khác. Chị Hai, Châu là một kẻ tham lam trong tình cảm, đã có vợ rồi còn muốn cố tình yêu thêm nữa, người như vậy đâu đáng cho chị trao tình. Sao? Chị không hiểu. Nghĩa là anh Châu, anh Châu yêu chị trong phạm vi một tình nhân, và anh ấy vẫn tròn bổn phận đối với gia đình. Như vậy Châu đối với chị có một nửa tấm lòng hay sao? Không có bài toán nào để phân chia được lòng giả của đàn ông đâu chị Hai à. Quyên ơi, hình như có. Chị nằm xuống nghỉ đi, để em ra tiếp hắn. Em à, em đừng nặng lời với em. Chị sao? Anh còn tìm tới đây làm chi nữa? Tôi muốn tới đây thăm Ngọc và... Thôi, anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Anh đi đi, để yên cho chị em tôi. Giàu, có vợ đẹp lắm rồi, hãy lo lấy phần của anh, đừng làm khổ chị tôi thêm nữa. Quyên, tội nghiệp tôi mà, làm ơn cho tôi được gặp Ngọc một lần thôi, vì có nhiều bí ẩn mà tôi không hiểu được. Không thấy được, anh nên về đi là hơn. Anh đã làm khổ chị tôi nhiều lắm rồi, anh biết không? Tội nghiệp mà Quyên. Quyên ơi, nhất định Ngọc vẫn còn yêu tôi. Chuyện xảy ra không phải do Ngọc đâu, cũng không phải do tôi mà do sự hiểu lầm mà thôi. Nhưng phải xác nhận là do ai chứ? Mà thôi, chuyện hiểu lầm bây giờ cũng vô dụng. Giờ anh nên về đi, về với gia đình, để yên cho chị tôi làm lại cuộc đời.
tâm hồn như lạc lòng xa xăm. Sống mà như kẻ mất linh hồn, nên tôi muốn gặp Ngọc chỉ một lần. Thôi anh à, giờ chị em tôi không còn cờ cao, mời anh quay bước ra mau. Trời ơi, tôi biết nói thế nào cho Quyên hiểu đây chứ. Anh đừng nói nữa, tôi không nghe đâu. Anh Châu, tôi cấm anh, tôi cấm anh không được tới nhà tôi nữa. Vậy anh đi. Anh Châu, khoan đã. Trời ơi, chị hai, chị ra đây chi vậy? Quyên à, em để cho chị được nói chuyện với anh Châu một chút. Không được đâu, chị đang đau mà. Chị hết bệnh rồi mà, có bệnh cái gì đâu. Vào trong đi em, cho chị nói chuyện riêng với Châu một chút thôi. Chị hai, đi đi mà. Em hết lời rồi, sao mà chị không có nghe em vậy? Chị hiểu, chị có nghe hết những lời em nói nãy giờ rồi. Quyên à, chị cảm ơn em, cảm ơn em đã lo cho chị. Chị hai, em nghe lời chị, nhưng mà chị coi chừng bị gạt lần nữa đó. Em vô nha. Ngọc, em Ngọc, em à. Anh ngồi xuống đó đi. Em Ngọc, trời ơi, sao em ra đến nông nỗi này? Anh ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện nhiều với anh. Mấy lúc này anh như thế nào hả? Anh vẫn vậy. Còn em? Em mà, em không được khỏe cho lắm. Có lẽ thời tiết bất thường quá. Mà có phải thời tiết bất thường không anh? Khi nóng, lúc lạnh, phải không anh? Ngọc ơi, sao em cứ hững hờ? Em không hiểu chú kẻ đang đợi chờ em nói. Nói đi em cứ nói đi. Nói thẳng với anh đi. Hoặc có thể mắng chửi anh, chứ em đừng nói xa. Còn là chốt lưỡi đầu môi.
Ngọc, bây giờ anh không thể âm thầm được. Từ đây tim anh nói yêu em thật mà Ngọc. Nói nữa đi anh, dù là những lời nói dối. Em thích được nghe anh nói yêu em dù không chân thật. Nói nữa đi anh, bây giờ thì em không còn cách gì để bắt buộc anh nói thật nữa. Ngọc, Ngọc ơi, đôi với em anh chưa bao giờ nói vui. Những lời anh vừa thốt ra đâu phải ở bờ môi mà em cho là anh giả dối trong lòng. Thôi anh những câu hỏi
dân đã tìm đến nhà này trước ngày em xua đuổi anh không? Thủy dân nói cái gì? Em kể hết cho anh nghe đi. Có thể chúng ta lầm hết rồi. Lầm mà Thủy dân đã cho em bức ảnh mà hai người đã gửi lại trước bàn thờ. Còn gì nữa đâu, khi anh đã làm lễ cưới, anh hãy quay về, đừng để người ta phải chờ anh. Biết làm sao tìm lại kỷ niệm qua cho tôi hết tôi sầu tôi nhung. Chỉ mới cưới Thùy Vân chưa đầy nửa tháng, anh cưới gì anh giận em đã xua đuổi anh, em có biết không? Thùy Vân có cho em bức ảnh hai người lại trước bàn thờ mà, và hai người đã làm lễ thành hôn trước ngày anh yêu em. Rồi bức ảnh đó đâu rồi, em còn giữ đây không? Đây, bức ảnh đây. Không lẽ anh quên bức ảnh ngày cưới nữa hay sao? Bức ảnh ngày lễ hỏi. Trời ơi, không ngờ Thùy Vân lại ác độc như vậy. Ngày lễ hỏi hả? Ngày lễ hỏi quá cha là lễ cưới rồi. Anh đã hỏi vợ rồi, còn đến đây gạt chị tôi bằng chót lưỡi đầu môi. Vậy tôi thử hỏi lương tri của anh như thế nào? Anh còn bảo là anh gây dựng tương lai, anh gây dựng với ai? Em mắng chửi hoài phải cho anh tâm sự để trút cạn lòng mình. Làm sao cạn được khi mà lòng anh đang trào dâng cái tình cảm sinh tư. Tôi hỏi anh, trong khi anh có vợ, anh còn gạt chỉ tôi, anh là đồ. Ui, em đừng có hổ mà. Anh xin thề không có dối gạt em Ngọc à. Nhưng tại sao có vợ mà còn đèo bồng chỉ tôi? Trước khi hỏi vợ anh đã yêu Ngọc, theo lời mẹ cha cưới Thùy Vân làm vợ đó là sự bắt buộc. Anh chịu cưới mà bắt buộc gì? Sao tôi thấy 100 người đàn ông, hết 99 người làm bậy, rồi đều trỗi giọng đổ thừa như là anh vậy. Còn số một người đàn ông không làm bậy là anh đó em mà. Dám đâu. Bây giờ tôi mời anh về, anh đừng ở đây rù rì với chị tôi nữa. Kìa Nguyên, em mà, em hãy để anh giải bài đi. Còn giải bài cái gì nữa? Nãy giờ chị không nghe hoàng tử của lòng chị sao? Chị yêu một mình chị thôi. Nhưng mới có mấy ngày xa nhau mà đã làm lễ cưới với người khác rồi đó. Cô Nguyên, cô đừng nói vậy. Việc này tôi khổ lắm, và Ngọc cũng chẳng vui sướng gì đâu. Anh khổ còn lâu. Có người yêu đau gần chết vì thương nhớ trong lúc anh hưởng hạnh phúc bên vợ đẹp, thì còn tha gian cái gì nữa? Tốt quốc lắm rồi. Nguyên, em đừng nên ác như vậy mà. Anh đừng phiền Thùy Vân. Tại vì em cảm thông được lòng của Thùy Vân. Yêu ở địa vị nàng em cũng biết thôi. Nàng có quyền, có quyền hành động để giữ anh. Còn chung nghi ta, anh và em sẽ ra sao? Sẽ sống ra sao
làm sao anh xa em được. Anh yêu em đến suốt đời mà em. Em cũng còn yêu anh mà. Ngọc, sao hả Ngọc? Anh Trung, chị Hai, bộ chị muốn bị gạt lần nữa phải không? Giải bài đi, tôi vô. Có gì á, chị đừng than thở với tôi à nghe. Anh và em sẽ như thế nào? Anh đâu có thể xa em được Ngọc. Đừng, đừng anh, đừng làm khổ nhau nữa. Nếu chúng ta không cương quyết xa mệnh khắc khe như vậy sao? Lần thứ nhất trong đời tôi phải khóc cho sự gian dở như vậy. Trời ơi, trời ơi. Chuyện gì? Anh Châu, thà là anh cứ giết chết em đi, để sống thêm làm gì khi kéo lối cuộc đời càng kéo dài khổ thêm đời em. Em đâu có tội tình gì mà anh đành bỏ lỡ tình em. Em à,
vợ mình mà anh lại nhớ kẻ khác. Chị anh thử hỏi lại lòng mình có đen bạc hay không? Thôi hay là anh cứ giết em đi, thà chết liền chứ đừng hành hạ em chết dần thế nữa. Giờ sống với anh mà tâm hồn tan nát, anh ở với em mà tưởng người khác bên mình. Ngày đất cưới em thấy anh lơ đãng, vì hình ảnh của cô tâm lạc vàng ở bên anh. Em đau khổ một mình không dám thở than, cha mẹ còn không biết anh phủ phàng với em. Dữ ác hùng, biết lâu mà bây giờ em mới nói. Tại sao em bí mật dữ vậy? Bí mật? Ai bí mật hơn ai chứ? Hai người bí mật hết á. Thôi, ngủ đi. Sáng là hả tính em à. Trời ơi, trời ơi, tôi tức lắm nè. Sao chị khóc hoài vậy? Chị đưa bức thơ đó đây cho em. Em xé nát cho rồi. Đừng, đừng em. Dễ gì tìm được một tâm hồn cũng đau khổ như mình. Người viết được những dòng thơ này cũng tuyệt vọng lắm đó em. Em đừng xé bỏ, trả lại cho chị đi. Chị Hai à, chị giữ nó để làm cái gì? Mỗi lần đọc là mỗi lần chị khóc. Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Em không biết mỗi lần chị khóc được là chị bớt đau khổ hay sao chứ. Sao chị cứ chịu đau khổ hoài vậy? Không quên hẳn, chị không quên hẳn anh ta đi. Coi như là anh ta đã quên chị phải không? Chị cũng biết vậy. Tại chị xua đuổi người ta trở về với thuyền dân. Bây giờ cháu đã làm đúng theo mình, tại sao mình trách chứ? Trời ơi, chị Hai, sao chị khóc hát quá vậy? Chị Hai, chị em bình tĩnh nói cho chị nghe đi. Thấy chị bệnh hoạn ốm yếu như vậy, em chịu không có nổi đâu. Em muốn bán ngôi nhà này, mình chọn nơi khác nha chị. Không, không được. Đây là hương quả của ba má để lại mà em. Chứ không phải là chị không muốn bán, để chị nhớ qua cái kỷ niệm, phải không? Kỷ niệm buồn mà nhớ làm gì chứ. Nhưng sống cảnh này chị cứ bệnh hoạn, chị mỏi mòn thì làm sao mà em vui cho được. Ở trong nhà này, chỗ nào chị cũng thấy những kỷ niệm yêu thương ngày cũ. Ngày nào chị cũng nhớ cũng mong, chị dõi mắt chờ trông rồi ủ rũ nên xa lánh những hình ảnh đau thương nghe chị. Đi đâu rồi cũng vậy thôi em mà. Chị đã để cho châu đi sâu vào cuộc đời của chị. Chị nhớ những cái u buồn
thể nửa buổi, ngủ có thể nửa giấc, nhưng không thể yêu bằng nửa con tim. Tình yêu đến là mùa xuân, và xa đi là mùa đông, chị đã hiểu mà sao chị vẫn chấp nhận đau lòng. Trời ơi, chị đã tương tư một hình bóng của em Quyên ở nào, chị cũng ấp ủ bóng hình ai. Quyên ơi, dân châu chỉ thấy trời đất điều hiu, dân châu một buổi thế sao nhiều nhớ thương. Trời ơi, chị đã lâm bệnh tương tư rồi. Bệnh gì thì cũng chữa được, nhưng mà bệnh này thì không thể nào chữa được. Chị Hai à, theo em nên bán nhà này xuống dì Út ở Sài Gòn nghe chị. Quyên à, có vào dì Út gửi thư lên nhờ mình vay tiền. Hoàn cảnh dì Út thiếu trước hụt sau mà chị đang đau yếu, thì về dưới sao được em. Dù sao á, em cũng quyết bán ngôi nhà này để đi nơi khác. Nơi đó em tin chị sẽ quên dần những kỷ niệm yêu thương qua thời gian cũ. Chỉ cần một đời sống khác, một khung cảnh khác. Còn ở đây chỉ làm cho chị khổ thêm mà thôi. Quyên ơi, không có chị thì em phải làm tròn lời chí huấn của ba mình. Lúc sanh tiền bọn đàn ông bây giờ thì khác. Họ ích kỷ tham lam và có hàng trăm thứ lý do để làm khổ đàn bà. Em nói như người từng trải lắm gì đó, tại em chưa gặp người yêu đó thôi. Chẳng bao giờ em gặp hết, vì em khinh tất cả bọn đàn ông. Mới gặp nhau thì tưởng chừng như thiếu vắng mình là họ chết đi được, nhưng về dài lâu họ lại biến chứng đủ thứ, không trắc trở về gia đình thì cũng mê cô khác để mà bỏ mình. Bây giờ thì em đừng bán ngôi nhà này của cha mẹ. Chị sẽ rời khỏi nơi đây. Em có bằng lòng không? Chị Hai, chị giận em sao? Rồi chị tính bỏ đi đâu? Chị sẽ tới một nơi xa xôi lắm, tới một nơi mà chỉ có một mình chị đi được thôi. Chị Hai, tại sao ý nghĩ chết chóc nó cứ ám ảnh chị luôn chị? Bài thơ của chị đặt đã gửi anh Châu, chị đưa đây, em xé cho bà coi. Quyên, em xé nay, nhưng bài thơ đó chị đã thuộc lòng mà em. Trời ơi, là chị không quên được Hoài Châu rồi.
gì đâu. Dạ không không, tôi không có bán gì hết. Dạ tôi muốn gặp và gặp ông Châu. Ông Châu? Dạ. Cậu hai tôi hả? Dạ tôi thì không có biết là cậu hai hay cậu ba gì hết. Chị ơi, chị vô gọi ăn Châu, nói có người quen muốn gặp. Dạ, xin cô thông cảm giùm, vì cậu tôi thức khuya nên giờ còn ngủ, tôi đâu dám gọi giờ này. Xin mời cô hãy bước vào trong ngồi chờ chừng một tiếng, cậu tôi sẽ dậy liền. Dạ, xin cảm phiền chị ơi, chị gọi bước giùm, vì chuyện này không thể để lâu nên tôi mới nghỉ bán chạy tới đây liền. Chị à, chị làm phước, chị gọi giùm cho khẩn cấp. Tôi tin rằng anh Châu không trách chị đâu. Dạ, chuyện này tôi không biết tính sao à. À, hồi hai đã thức dậy, chị có thể gặp liền. Không không, chị ơi, tôi muốn gặp anh Châu, có chuyện hết sức là cần. Chị... Ai hỏi tôi đó chị hai? Kìa, cậu hai đã thức. Ủa, Quyên. Quyên đi đâu vậy? Có chuyện gì không Quyên? Anh Châu, anh Châu ơi, chị Ngọc chết quá không khỏi. Hả? Ngọc sao vậy Quyên? Hả? Chị Ngọc của em như ngọn đèn sắp cạn dầu, lần mòn đến lúc tàn hơi. Anh Châu, xin anh đừng khinh em. Những gì xảy ra anh đừng nhớ tới nữa, làm chi lúc chị em sắp tàn. Trời ơi, tôi rất tiếc thương cho đời Ngọc, canh qua trung duyên còn sắp rụng tàn, số kiếp của Ngọc qua bé bàn. Thôi Quyên hãy ra đây theo tôi, phải cứu cấp Ngọc mà thôi. Dù anh với chị tôi không còn gì lúc kiệt sức, phải cho hay tức thì. Quyên ơi hãy ra xe mình đi cho kịp, để không còn gặp lại chị em. Đi em. Vừa mới đi với cậu đó. Dạ, dạ tôi không có biết. Chị không biết thật à? Dạ. Vậy chứ hồi nãy chị ở trong cánh cửa đó làm chi? Dạ, dạ bởi vì tôi vô trong bếp mà không kịp, nên tôi định núp sau cánh cửa. Sợ cậu thấy rồi cậu tưởng lầm tôi nghe lén. Nghĩa là ở chỗ chị đứng lúc nãy, chị đã nghe rõ hết câu chuyện của cậu và cô kia có phải không? Chị cho tôi biết, nên nói thật tình, đừng có giấu giếm. Dạ. Cậu đi đâu và cô kia là ai? Thưa mợ, tôi đâu biết chuyện này. Đừng có giấu. Chị phải nói ra ngay, cái cô kia là ai chứ? Tôi nghe cậu nói, cậu phải lên xe đi cho kịp, rước bác sĩ để cấp cứu người ta. Lạ chưa, gấp cái gì mà không kịp thay đồ. Nhưng mà chị có biết cô kia tên là gì không? Quyên. Dạ. Quyên là ai? Trời ơi, Không lẽ ngoài cô gái ở trên đồi kia, Châu còn quen biết những cô gái khác nữa sao? Chị hai à? Dạ. Chị có nghe hai người nói những gì không chị? Dạ thưa mợ, hình như có người nào đó đang bệnh nặng lắm, sắp chết, nên cô kia mới gọi cậu ngay đó. Nhưng mà người bệnh là ai? Chị có nghe nói tên không? Dạ, tôi nghe không rõ lắm.
Dạ thưa mợ, mợ cho tôi xuống bếp nha mợ. Con à, thằng Hai nó đi đâu sớm vậy con? Dạ không biết ảnh đi đâu nữa má. Nó không có nói với con sao? Dạ không. Ôi, má nghe tiếng xe má mới thức giấc đó. Vừa xuống giường á thì xe đã chạy ra đường cái rồi. Má tưởng Hai nó có dặn con chứ. Bộ ảnh có hứa đi đâu với má sáng nay hả má? Má định đi công chuyện, nó hứa nó lấy xe cho má đi đó. Vậy mà ảnh không có nói gì với con hết á. Thật là lạ, má tưởng nó đi có con. Tại má nhìn thấy có ai ngồi bên cạnh, má tưởng đâu là con đi theo. Không ngờ nó chờ cô nào. Bộ vợ chồng con có gì giận nhau? Vợ chồng mới không lẽ có gì hụt hạt? Dạ thưa má, vợ chồng con đâu có chuyện gì. Nhưng con thấy không hiểu gì sao mà chồng con từ cả tháng nay bỗng dưng tính tình của anh quá lợt lạc à. Đàn ông á thì kỳ cục vậy đó con, khó yêu thương không phải như mình. Thét rồi á cũng hòa hợp với nhau. Trời sanh đàn bà mình cái đức như vậy nên lần lần cũng được chồng mến chồng thương. Thiệt, cái thằng này nó kỳ cục quá. Để nó về rồi má hỏi coi. Đừng, đừng má. Má hỏi được cái ảnh giận con á. Cái gì mà con sợ dữ vậy? Nó dám đánh con không? Nhưng mà con không có muốn cho ảnh buồn. Hay là má à, má đi công chuyện á, để con lái nha má. Con đi rồi rủi nó về không có con rồi sao? Để con viết thơ con để lại cho ảnh. Ừ. Nè, má ra xe chờ con nha. Dạ. Ôi, Hồ. Ủa, Châu, cậu đi đâu mà sớm vậy? Anh đi với tôi ngay bây giờ. Ủa, bộ có ai đau nặng hả? Bác trai hay bác gái vậy? Ai đau vậy anh? Một người thân bệnh nặng lắm. Tôi năn nỉ anh đi ngay giùm cho mà. À, Hoa. Dạ. Em gọi cô y tá giùm anh. Nè, để tôi mặc áo đi với cậu nha. Cậu ra xe trước chờ tôi, để tôi dặn cô y tá. Dân. Cô ra bảo bệnh nhân họ ráng đợi tôi nửa giờ nữa, vì tôi có người bà con đang bệnh nặng. Nè, cô nói cho khéo để họ đừng có phiền tôi nha. Anh à, ai đau nặng gì anh? Anh cũng không biết nữa. Coi bộ anh ấy anh thất sắc. Thôi mình đi đi. À, để em điện thoại qua bên nhà của bác Bình để coi ai bệnh nha. Không nên, một lát mình cũng biết thôi mà. Nhưng mà ai bệnh, em sớt bác sĩ làm gì? Mình hay bàn quanh quần, đến nó biết liền. Cứu bệnh người ta cần gì biết ai. Cậu Châu cũng thân. Em hỏi để lo phụ, nếu như mà người thân thuộc cũng như ừ, thôi mình đi. Châu à, người con gái này cậu gặp từ bao giờ vậy? Tại sao yêu thương nhất trên đời mà cậu không cưới hỏi? Còn Thùy Dân, cậu không yêu mà cậu cưới làm gì chứ? Sao cậu đa mang quá vậy? Tôi khổ lắm anh, cũng do hoàn cảnh thôi. Mười thằng cha hai vợ, cha nào cũng đổ thừa tại hoàn cảnh cả. Anh Hồ à, anh đoán Ngọc đang bệnh gì vậy anh? Cái chính là bệnh tâm thần, rồi yếu tim, rồi phổi, nhất là phổi quá tệ. Trời ơi, tội nghiệp cho Ngọc quá. Nhà không tiền bạc, cô em buôn bán không đủ lo than thuốc cho Ngọc. Bệnh này cần sự an ủi cho thật nhiều mới được nghe cậu. Nhưng Ngọc có bằng lòng cho tôi được gặp mặt đâu. Nàng muốn dứt khoát hẳn với tôi, đừng gây khổ cho Thùy Dân. Lại một người đàn bà đáng thương vô cùng. Ngọc của cậu thật đáng quý mến. Ngọc đáng phục suốt đời tôi không quên. Hồ à, tôi nhờ anh hết lòng với tôi.
có bệnh nhân nào vui không hết lòng đâu. Còn với cậu, cậu khỏi có lo. Dỗ anh em tôi hết sức nhiệt tình, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Cậu yên tâm, chỉ mong cô ấy ráng tĩnh dưỡng thôi. Bây giờ cậu nên về nhà một chút đi. Sáng đêm nay cậu không về nhà rồi, có lẽ hai bác và cô Dân cũng lo lắm đó. Tôi về là tôi không thể đi được nữa. Không có tôi, Ngọc không có ai lo. Việc trị bệnh thì có tôi rồi, còn săn sóc thì có em của cổ. À, mà em của cổ cũng mới nói là tạt về nhà lấy chút đồ đạc cho cổ đó. Thôi, cậu về đi. Dân, mọi việc tôi nhờ anh. À, cô Ngọc, cô tỉnh rồi à? Sao cô khóc? Khóc không tốt đâu. Cô thấy trong người thế nào? Dạ, tôi không sao hết. Nhưng ai đem tôi vào đây? Quyên đâu rồi? Em gái tôi đâu rồi? Cô nằm yên, đừng lo sợ, đừng buồn. Ở đây cũng như trong gia đình cô thôi. Bác sĩ, nhưng ai đưa tôi vào đây? Em tôi đâu? Em cô về nhà lấy đồ sẽ tới ngay bây giờ. À, bên ngoài có người cần gặp cô. Cô có muốn tiếp không? Cần gặp tôi chỉ có hai chị em tôi. Chi nữa, hay là Quyên đã cầu cứu với Châu? Anh Hồ, à, cô ấy đã tỉnh lại rồi. Anh nói chuyện với cô ấy nhé. Cảm ơn anh, để tôi. Ngọc, em Ngọc, đừng anh. Em đã tỉnh, trời còn thương anh. Trời muốn cho anh chuộc tội với em. Ngọc ơi, anh đã làm khổ em đến nông nỗi này. Anh đừng nói vậy. Anh hãy cho em biết, anh đưa em vào đây hồi nào? Quyên đâu rồi? Sao Quyên nó bỏ em chứ? Em đừng hỏi gì hết. Quyên phải về coi chừng nhà, chứ làm sao Quyên bỏ em được. Ở đây có anh rồi, và mãi mãi anh sẽ ở bên em, lo lắng em trọn đời. Xin chớ nên quá lời rồi đổi giờ với dân làm sao. Yêu nhau phải đối trao tâm tình, những tình này anh có yêu đâu. Anh cho sao trời muôn kiếp yêu đăng. Giờ thì không còn gì băn khoăn. Thôi chúng ta nên sống vào trong mơ. Ngọc ơi, mặc dù chúng ta tình buồn như ngọn cỏ, gió quyển cho tình nhạt mây trời tan xa,
Nhưng tình có xa như ngọn gió thì tâm hồn ta quyết gần nhau như bờ môi mộng đó trao tình. Anh thề sẽ không bao giờ để cho em khổ nữa. Ngọc à, em không tin lời anh sao? Anh Châu, sao em lại không tin chứ? Nhưng em muốn biết rõ sự thật làm thế nào. Anh ở bên em được khi đã có Thùy Vân. Sao anh có thể ở bên em được khi anh đã có Thùy Vân chứ? Anh đã thề không bao giờ dối gạt em bất cứ chuyện gì. Nhưng em phải hứa với anh là sáng tịnh dưỡng để bình phục. Chừng nào em hết bệnh, anh sẽ... Không, em không thể chờ đợi được nữa. Em muốn anh phải trả lời ngay bây giờ. À, bác sĩ tới kìa. Ngọc đã tỉnh lại rồi anh à. Vậy mà lúc nãy cậu hoảng hốt lên. Tôi bảo không sao mà. Cậu ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dạ, anh ra với anh Hồ một chút nha. Anh Hồ à, có chuyện gì vậy anh? Cậu bậy thật, tại sao đêm qua cậu không về nhà? Tôi lo cho bệnh tình của Ngọc quá anh à. Lo cái gì? Tôi đã bảo đảm mà cậu không tin tôi, để bây giờ rắc rối quá chừng. Cô Vân đi tìm kiếm cậu cùng hết. Nhưng Thiều Vân tin là tôi bị bạn bè cầm chân về không được. Cậu tưởng là Vân tin lời cậu lắm sao? Tài Ngọc vẫn mê man bất tỉnh, làm sao tôi yên tâm được? Châu à, tôi muốn tâm tình với cậu. Vân, tôi nghe đây. Châu à, ở đời này không thiếu gì người một cảnh hai quê. Tôi biết lúc còn là người tình nhân thì người đàn ông là người khổ nhất, lúc thành vợ chồng là người đàn bà khổ nhất. Tôi biết hiện giờ Vân đang gánh nhiều phiền phức trong dòng. Nhưng tôi thấy hai người đều muốn xây mộng yêu đương. Vân thì cũng dồn hết tình thương, còn Cố Ngọc cũng tương đương không thua gì vợ cậu. Đàn ông thì lúc nào cũng ngô thanh thời tìm lý thú, nhưng hai người đàn bà đều yêu cầu vô cùng. Tôi thấy hai người không lỗi lầm gì đáng trách. Tại sao cậu không hỏi lòng mình trước khi cậu muốn yêu, để bây giờ cậu hối hận bao?
Tôi đã nói chuyện của tôi hết cho anh nghe mà anh vẫn không hiểu tôi. Sao không hiểu? Nhưng cậu không còn cách nào khác hơn là tập nói láo sao? Nói láo? Ừ. Thôi anh, tôi đang rầu thấy mồ mà anh còn ghẹo tôi nữa. Ai ghẹo cậu làm gì? Thật tình đó, cứ tập nói láo đi. Nhiều khi họ cũng biết là mình nói láo nhưng vẫn bằng lòng hơn. Sự thật đó cậu, ông nào có vợ bé cũng đều nói dốc hết á. Những lời bịa đặt của cậu đôi khi lại là liều thuốc an thần, giúp cho họ ngủ yên. Đàn bà nào cũng có niềm riêng, nhưng cái thứ nhất là hay khen chồng, mà không khen là điều rất đáng sợ. Một là cặp sừng, hai là chính nợ. Chơi chui sáng này nghĩa là nói lao cách nào cho cô ấy tin tưởng, cũng như Ngọc Bình như vậy, chú nghe vuông về cho cô vui vẻ. Trời đất ơi, nếu mà bây giờ tôi nói lao, sau này dĩ nhiên rồi. Vì cậu nói dốc với tôi là cậu chỉ mong cho nàng hết bệnh và sống một cuộc đời bình thường thôi mà. Phải, nhưng mà tôi biết, tôi biết cậu còn thương Ngọc nhiều lắm. À, mà thôi, mình vào với cô ấy đi. Kìa, đừng cô, cô cứ nằm nghỉ, cô đừng lo ngại gì nữa. Tịnh dưỡng ít lâu sẽ khỏi hẳn. Cảm ơn bác sĩ. Không còn gì phải lo nữa ha anh. Điều quan trọng tôi cần phải dặn cô là tránh buồn rầu vô ích. Những gì đã dĩ lỡ rồi thì đừng có nghĩ ngợi tới lui mà hối tiếc buồn phiền. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Thôi, tôi về nghe cậu. Dạ. Anh Châu. Em gọi anh à. Bác sĩ tử tế quá. Anh với ông ấy thân với nhau từ hồi nào vậy? Cũng 5-7 năm rồi em à. Anh Châu à, bây giờ anh có thể trả lời câu hỏi lúc nãy chưa? Tại sao anh có mặt ở đây? Còn chị Thùy Vân thì sao? Em bình tĩnh nghe anh nói nè. Anh Châu, thì lúc nào em lại không bình tĩnh đâu. Vậy em cần hiểu rõ điều này, đến lúc không giấu làm gì. Chúng ta gặp hoàn cảnh trớ trêu, anh yêu em nên không muốn em hiểu lầm. Vâng, em chỉ mong có thế. Bây giờ anh trả lời em đi, tại sao mà anh ở lại nơi đây, còn chỉ Thùy Vân chỉ như thế nào? Vân ở nhà để lo chuyện gia đình, còn em bình làm sao anh xa em. Chừng nào em thật khỏe anh mới yên lòng. Nghĩa là chúng ta ở trong vòng bế tắc, anh mới vui vì ấy để đến với em. Thùy Vân đâu có quyền kiểm soát anh, anh muốn đi đâu làm gì thì làm. Anh Châu, vậy là em đã hiểu. Tình trạng của chúng ta chưa có gì sáng sủa, nhưng em cảm ơn anh đã nói thật. Như em đã nói, chúng mình không thể tiếp tục như vậy nữa anh à. Không, Ngọc, em đừng nói như vậy. Làm sao mình xa nhau được em? Anh Châu, Thùy Vân cũng là đàn bà, Thùy Vân cũng biết ghen biết khổ như em. Em sống như vậy với anh, chúng ta cũng không có hạnh phúc gì đâu anh à. Ngọc, anh hỏi em, em còn yêu anh không? Em yêu anh, yêu anh mãi mãi. Vậy em cho anh cơ hội cuối cùng được không em? Cơ hội gì?
cho anh trở về nhà gặp thị dân để nói thẳng vấn đề. Vấn đề gì? Anh sẽ nói rõ cho thị dân biết mối tình của chúng ta. Anh nói rõ chuyện tình yêu của mình, còn nàng là quyết định bất ngờ. Không, anh không có quyền làm như vậy. Anh đừng nói là không yêu thị dân. Em sợ rằng anh nói không chân thật, không yêu đời nào anh đem lễ vật. Cưới hỏi đàng hoàng mà anh còn vui làm chi? Nhưng hiện tại lòng anh chỉ có em ngự trị, sống với thị dân anh thấy hoàn toàn vô vị. Đã trễ hứa rồi, chị thị dân đã mất tất cả. Rồi nàng sẽ tìm được, vì nàng quá giàu sang. Anh tưởng giàu sang sẽ giúp được con người, có những thứ mà nhất là tình yêu. Sao em không lo cho bản thân mình, khi không còn gì thì hạnh phúc còn đâu? Dĩ nhiên là em sẽ khổ một thời gian, như em đã nói với anh. Nhưng em sẽ đủ can đảm vươn lên trong cuộc đời, vì có tình yêu của anh giúp sức. Tuy xa nhau, nhưng em biết lúc nào anh cũng yêu em. Như vậy là đủ lắm rồi. Còn anh, anh mà xa chị Thùy Vân, chị ấy sẽ không còn gì nữa cả. Sao em không nghĩ tới anh? Không có tình yêu của em, anh sẽ ra sao đây? Quyên, em mới đến đó hả? Chị Hai. Quyên, sao em xanh quá vậy? Trời ơi, xanh đâu mà xanh. Chị đau rồi tưởng ai cũng đau hết như chị hả? À, anh Châu, anh ở với chị suốt đêm qua hả? Ờ. Quyên à, em vô rước chị về phải không? Không, chị còn bệnh, chị cần phải tịnh dưỡng lâu mà. Em mà ở lâu rồi tiền đâu mà trả hả em? Chị này, thì miễn sao chị hết bệnh thôi mà. Anh lo cho em không được sao? Quyên à, em ở đây với chị nha. Anh về nhà một chút anh sẽ trở lại. Dạ. Ngọc à, em đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Lành bệnh trước đã, rồi sao sẽ hay. Không, anh Châu, anh hãy ở nhà với chị Thùy Vân. Không có anh, em vẫn lành bệnh được mà. Anh mà trở lại đây, em cắn lửa chứa cho anh cuội. Ngọc, Ngọc ơi, em làm chi cho khổ như vậy? Chúng mình vẫn còn thương nhau, tâm hồn vẫn luôn kề cận dù nghịch cảnh khổ đau. Không rắc rối gia đình, em sẽ lành bệnh làm lại cuộc đời. Chị Hai đừng quyết liệt như vậy, em thấy tội nghiệp cho anh Châu. Quyên, chính em khuyên chị điều đó. Em nhớ trước đây em đã lên án anh Châu cỡ nào không? Chị Hai, tại hoàn cảnh của anh Châu khổ lắm. Em đã hiểu anh Châu rồi chị ạ. Không, anh Châu nên về đi và đừng bao giờ gặp nhau nữa. Nếu anh muốn em còn sống. Được rồi Ngọc, em đừng nói nữa. Anh sẽ không trở lại đây nữa. Vĩnh biệt em. À, có phải nhà ông Châu không ạ? À? Dạ, dạ tôi muốn hỏi ông Châu. Đi vắng hồi sáng sớm tới giờ hả? À? Vậy chừng nào về bảo Hồ gọi lại bác sĩ Hồ nghe. Dạ cảm ơn. Chết, bậy quá. Phải chi mình dặn đừng có nói cho Thùy Vân biết. Lỡ mà cô ở này nói lại Thùy Vân thì rắc rối to nữa. Sao lâu quá vậy anh? Bệnh sao mà anh ở trong bệnh viện sáng đêm vậy chứ? Bệnh cũng khá nặng, phần không thể đưa về đây được. Ủa? Sao vậy anh? Cậu ấy không muốn, vì bệnh nhân là người yêu của cậu ấy. Cháu không muốn bên
sợ quá chừng à. Em sợ cái gì? Bộ đàn ông nào cũng tham lam, đâu phải đàn ông nào thấy gái cũng ham. Xin lỗi, em nói em mà em quên nghĩ lại. Em nói đàn ông mà quên trừ anh ra. Vì em quá tình cho với đàn bà, em ghét ai mà giết chồng người ta. Em mà chuyện riêng chú ấy thật sức dài. Hồi chập tối em có điện thoại qua bên nhà nữa. Nhà nào? Nhà của anh Châu. Chi vậy? Dạ em muốn hỏi xem có ai bệnh mà. Trời đất, thôi chết cậu Châu rồi. Rồi có gặp ai không? Dạ đâu có gặp ai. Em nói chuyện với chị ở thì phải á. Cũng may là em không gặp Thùy Vân. Nếu gặp thím mấy ở đầu dây bên kia thì tội nghiệp cho Châu hay không. Mình khoan trách quan cho anh Châu. Mình hiểu rõ, mình sẽ rộng rãi nhiều hơn. Em tưởng anh không trách cậu Châu sao? Nhưng ở đời mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Có khi mình ở vào hoàn cảnh họ, mình mới hiểu quẩn khúc của lòng người. Nhưng dù sao anh Châu đã cưới Thùy Vân, còn đeo bông làm chi em nghĩ là chú quá tệ. Cậu Châu mới hứa hôn với Thùy Vân, chỉ một thời gian thôi hủy bỏ hôn lễ liền. Rồi sau đó Châu bắt đầu yêu Ngọc, vì hoàn cảnh khiến Châu Ngọc không thành. Vì mẹ cha nên Châu cưới Thùy Vân, sau này nói chung hai người đàn bà rất xứng đáng như nhau. Anh, em xin lỗi anh nha. Dạ thưa má. Châu, con đi đâu suốt đêm qua tới giờ con mới về? Thưa má, con có chút việc riêng chưa giải quyết xong, xin má để cho con thời gian, con sẽ thưa với má. Con không còn tin má nữa sao? Dạ, con đâu dám. Không dám sao giấu má? Chuyện gì xảy ra cho con? Ai đe dọa con phải không? Con nói đi, má sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Không ai đe dọa con hết, má đừng có lo. Chuyện riêng tư của con mà. Riêng tư là chuyện gì? Má đừng hỏi nữa, nói được thì con nói rồi, đâu để cho má hỏi hoài vậy. Thôi con lên lầu ạ. Dứt khoát thằng này, nó có chuyện gì mà nó giấu đây nè. Sao em khóc? Việc gì mà phải khóc? Tại em mừng là anh đã trở về với em. Em không hiểu sao em sợ bâng quơ quá. Em sợ chuyện gì? Em sợ anh đi luôn, anh bỏ em một mình. Làm gì có chuyện đó. Tại các bạn rủ ren, anh sợ họ buồn. Các bạn của anh ác lắm. Muốn mời chồng người ta phải cho vợ người ta hay. Những bạn đó đó thật đáng trách vô cùng. Em gặp mặt á hả, là em sẽ nói thẳng á. Mà thôi, mình có mệt hết không mình? Thôi mình đi nghỉ một chút đi nha. Không em à, anh có mệt nhọc gì đâu. Bộ má mới rầy anh ở dưới phải không anh? Không, nhưng anh muốn hỏi em điều này. Em có tin lời anh nói hay không? Sao lại không tin? Vợ chồng á, em không tin thì còn biết tin ai? Em không tưởng là anh đã lừa dối em sao? Anh nói gì? Anh lừa dối em? Phải, anh không thật với em. Anh bịa chuyện bè bạn lôi kéo anh. Trời ơi, anh Châu, tại sao vậy anh? Tại sao lại lừa dối em? Mà anh đã đi đâu? Khổ quá, không thể sống mãi như thế này hoài được. Đời nào chúng mình
cũng có một lần giải quyết cùng với nhau. Mình ơi em có chi lỗi lầm, mình khổ do đâu ai đi ra mà khổ. Mình nói em nghe để em lo liệu, mà chuyện gì giải quyết nhau mình nói liền em sao. Anh biết là em sẽ khổ vì anh, mà đối với anh cũng chẳng vui gì. Mình sống với nhau mãi như vậy cũng khổ, mà khổ với nhau ta tính sao em đẹp. Anh nói gì em chưa hiểu anh, mà chuyện gì anh không. Dân, em đừng làm như là em không biết chuyện của Ngọc. Chính em đã gặp Ngọc rồi mà. Thì ra là câu chuyện của Ngọc à. Bây giờ thì như thế nào hả anh? Ngọc đã hứa với em là không bao giờ gặp lại anh nữa. Lời hứa đó em đã tin bằng lời. Rồi bây giờ chắc Ngọc đã thất hứa rồi phải không? Nhưng chuyện lòng đâu giải quyết qua dễ dàng. Chính vì hoàn cảnh đó mà bê tắc thật sự. Sao lại bê tắc? Anh nói em không hiểu gì cả. Chúng ta yêu nhau đã thành vợ chồng, hay là anh muốn chia sẻ hai lòng có phải không? Ngọc yêu anh đã làm khổ cho Ngọc. Nhưng mà em và Ngọc đã giải quyết xong rồi. Chúng em hiểu rõ và cam kết nhau rồi. Ngọc hứa là xa anh khi em là vợ của anh. Trời đất ơi, chuyện tình yêu mà em nói cam kết làm như mua bán trao đổi chuyện gì? Chữ tín em đã quý trọng từ xưa nay. Hơn nữa là chồng vợ, đừng ai phá hạnh phúc đôi mình. Người ta đã cao thượng nhường cho em được vui vầy hạnh phúc, vì vậy mà người ta đam thầm tôi nhục. Khi em mắng chửi người ta những lời thô tục nhất trên đời, lợi dụng bức ảnh em tài xế Ngọc tới bời. Đâu có anh. Nhưng em quên rằng tình yêu Ngọc đến trước, còn em là người được cha mẹ định bước du quy. Đã lỡ rồi anh không muốn gửi chuyện làm chi. Nhưng nay thì lương tâm anh không thể quên đi tình cảm. Người được danh nghĩa thì không thấy chi là buồn tham, còn người mất tình yêu họ ám đạm vô cùng. Mình trầm cá mà không dám nói, cứ đuổi anh về lòng anh đau nhói cả con tim. Tội nghiệp người cao thượng thì không được yêu, còn người tìm hạnh phúc cũng không được nhiều tình yêu. Bây giờ sao hả anh? Ngọc còn thương anh và muốn giữ anh lại phải không? Không, Ngọc không muốn gì hết. Nàng không muốn sống với anh đâu. Sao vậy? Vì nàng không muốn làm khổ em, không muốn anh mất dần đi cá tính tự nhiên khi phải sống chung với hai người đàn bà. Trời ơi, bây giờ Ngọc đang trên giường bệnh, và bệnh tình thập tử nhất sanh. Chị ấy ở đâu? Em có thể đi thăm được không anh? Hôm qua anh không đến kịp là Ngọc đã chết rồi. Anh đi suốt đêm không về cũng chỉ vì bệnh của Ngọc trầm trọng quá. Em nghĩ nếu em được phép đi thăm chị Ngọc lần này sẽ thông cảm nhau nhiều. Biết đâu lần thứ hai sẽ tìm ra biện pháp vui vẻ đôi bên. Em gặp để nói những gì có thể cho anh được biết. Chưa biết nói gì nhưng em tin tưởng sẽ dễ dàng biết nhau. Thiệt, anh cũng không biết tính sao. Rối quá. Em tưởng là anh đã có quyết định khi trở về nhà rồi chứ.
Còn chị Ngọc, chị Ngọc tính như thế nào hả anh? Ngọc chẳng tính gì hết. Nàng không muốn gặp mặt anh nữa. Nàng muốn anh trở về với em thôi. Thể xác anh trở về đây, mà tâm hồn của anh ở bên chị Ngọc. Vậy chắc anh khổ đôi đàn lắm phải không anh? Dân, anh hỏi em định gặp Ngọc sẽ nói gì? Thôi, anh đã không tính được thì hãy để cho chúng em liệu lấy. Chị Ngọc, có ai ở nhà không? Cô Nguyên ơi, cô Nguyên. Ai đó? Dạ tôi đây. Chị Ngọc đó hả? Chị Thùy Vân. Chị Ngọc, em tưởng chị còn ở bệnh viện nên đến đó kiếm, nhưng ở đó cho biết là chị đã về nhà rồi. Chị, hôm nay chị đỡ cho chị. Dạ, cảm ơn chị. Tôi cũng đã đỡ nhiều rồi. Mời chị dùng nước. Thiệt, em tôi nó lo quá, nó quên châm nước rồi. Chị để đó cho em. Trời đất ơi, sao mà chị ốm quá vậy? Còn cô Quyên đâu rồi chị? Dạ, em tôi nó đi bán chưa về. Chắc chị ở bệnh viện mới về hả? Làm sao chị biết tôi đi bệnh viện? Ai nói với chị vậy? Anh Châu nói, anh ấy cho tôi biết là chị đang bệnh trầm trọng. Chị Ngọc à, tôi... chị muốn hỏi chi? Tôi muốn xin lỗi chị chuyện này. Chị, tại sao chị lại nói vậy? Đáng lý ra tôi phải xin lỗi chị mới phải chứ. Không, chị cho tôi nói hết. Chị Ngọc, tôi đã lợi dụng lòng tin của chị về bức ảnh ngày lễ hội. Vì em quá yêu anh Châu. Lợi dụng tấm hình chứ không thể làm gì khác hơn. Nhưng mà tấm hình đó là lễ hội của Thùy Vân. Mỗi vật khi nhau thì cũng bao xa, nhưng cùng là vợ chồng rồi. Tôi tới đây để yêu cầu chị những điều gì nữa hết.
tôi biết dù có làm gì đi nữa thì tâm hồn anh Châu cho tới chết cũng không xóa được vết thương lòng. Mới bước vào yêu thì đã bước về bên chồng. Cái buồn là đêm này tôi chờ suốt đêm, bỗng Châu điện về nói mẹ bạn rủ ren. Rồi sáng này Châu thú thật với tôi, nói là chị đau nặng thập tử nhất sanh sắp chết rồi. Tôi bàng hoàng không nói năng gì hết, mà xin được kiếm thăm để có chút bạn đồng. Cảm ơn chị đã nhỏ lòng thương tôi. Còn chuyện anh Châu với tôi đã chết hẳn rồi, không bao giờ tôi gặp anh Châu nữa đâu. Chị Ngọc, lời của chị nói tôi vô cùng cảm ơn, nhưng tôi biết anh Châu sẽ khổ sở đến suốt đời. Sáng nay Châu đã nói hết những gì em trai. Chị Ngọc ơi, giữa ba chúng mình sẽ xích lại gần nhau. Đàn bà mà ai lại không có hoàn cảnh khổ đau, cho nên em muốn tìm chị để chia nhau hạnh phúc. Nay gặp được chị rồi em vô cùng cảm xúc. Chị vui nha chị, và cho em được tiếp tục thăm chị luôn. Tâm tình với chị mà nước mắt em trào tuôn, tuy chị nghèo mà chị cao thượng. Yêu còn đang trả giá, nhưng có đời nào mà họ đem bán tình yêu. Trời ơi, sao tôi khổ như vậy mà Thùy Vân cũng khổ như tôi. Trời ơi, chị Ngọc, chị sao vậy? Chị Ngọc, tôi xin thề với chị không bao giờ. Chị Ngọc, chị không bao giờ tôi làm khổ chị một phút giây nào nữa. Trời, chị Ngọc, chị sao vậy? Chị Ngọc ơi, chị đừng làm em sợ mà. Chị Ngọc, hả? Chị Ngọc, chị Ngọc, chị làm sao vậy chị Ngọc? Trời đất ơi, tôi biết làm sao bây giờ. Không, không được rồi, phải chạy ra ngoài này kêu xe cấp cứu mới được. Sao mình mấy có thiếu máu me không như vậy? Máu của Ngọc nè. Máu của Ngọc? Trời ơi, anh Hồ à, anh đừng có lo, em không có giết Ngọc đâu. Thì gặp Ngọc ở đâu? Em đến Ngọc thì khi đi vắng chỉ có một mình Ngọc ở nhà. Tụi em trò chuyện thân mật với nhau, bất tình lình Ngọc trở bệnh nặng. Ngọc bỗng rụng cả tay chân, run lẩy bẩy lạnh cả toàn thân. Em hỏi chưa kịp trả lời thì máu phun đầy mình à. Thì mà ôi, thấy chuyện này cũng rất là tai hại. Nếu không
điện cho chú biết chuyện này. Trời ơi, em không ngờ chuyện xảy đến như vậy. Thôi, Thím bình tĩnh để tôi vào xem bệnh ra sao. Cô Quyên, cô chạy đi đâu mà hấp tấp vậy? Cô mau lên xe đi, tôi biết rồi. Anh biết gì? Chị hai em ở đâu? Hả? Sao vậy anh? Sao mà máu cùng nhà hết vậy? Này nè, giết tay của Thùy Vân nè. Có phải Thùy Vân giết chị hai em không? Phải không? Tôi cũng chưa rõ thế nào nữa. Thùy Vân vừa mới điện thoại từ phòng mạch anh Hồ, bảo rằng Ngọc đang hấp hối. Trời ơi, chị hai tôi. Mà Thùy Vân đi đâu vậy? Tới nhà tôi đi làm cái gì? Muốn giết chị Ngọc tôi nữa sao? Chị tôi đã nhường nhịn hết rồi mà. Bây giờ cô ấy còn muốn giết luôn nữa à? Quyên, em cũng nên bình tĩnh lại. Vì mình chưa gặp được Thùy Vân nên khuyên em đừng nên kết luận. Khi đầu đuôi mình chưa nắm được, gặp mặt nhau rồi mới hiểu rõ trắng đen. Nhưng Thùy Vân đến nhà tôi để làm chi vậy? Chị tôi trốn nhà thương là để lanh mặt. Đã trốn về nhà rồi mà Thùy Vân cũng đi tìm kiếm. Chị tôi có bề gì hả? Thùy Vân không có yên đâu. Thùy Vân định gặp Ngọc lần cuối cùng trước khi tìm một giải pháp cho tai ba. Còn giải pháp gì nữa? Chị tôi chịu khổ một mình, lanh mặt anh, dứt hết đoạn tuyệt rồi sao? Quyên, sao cô không chịu hiểu cho tôi? Ngọc muốn dứt khoát, nhưng chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Cô không thấy sao? Tôi đã nói hết nỗi lòng tôi cho Thùy Vân biết, để tùy nàng liệu tính. Thì ra là vậy. Anh muốn chị ấy tìm giải pháp là để giết chị tôi mà. Cô bình tĩnh đi. Lên xe, tôi đưa cô đến nhà thương, rồi chúng ta sẽ rõ. Tôi đây. Ai đó? Tôi nghe mà không biết ai. Bác sĩ Hồ đây. Cô không nhận ra sao? Trời ơi, bác sĩ ơi, sao tôi không thấy gì hết? Có phải tôi sắp chết rồi phải không? Làm sao tôi lại ở đây? Cô Ngọc à, không sao đâu. Cô đừng ngại gì hết. Cô đừng nói lớn. Cô vừa ra máu nhiều lắm đó. Máu? Phải rồi, tôi đang nói chuyện với chị Thùy Vân mà. Chị Thùy Vân đâu rồi? Cô ấy đang ở ngoài. Bác sĩ cho tôi gặp chị ấy. Cô Ngọc à, không nên đâu. Cô nói chuyện nhiều quá không có tốt. Để tôi giúp cho cô một mũi thuốc nha. Đừng. Bác sĩ, tôi biết mà. Tôi biết mình không sống được lâu đâu. Cho tôi gặp Vân và em tôi. Tôi không muốn để cho Thùy Vân phải bị ngờ. Cô cứ an tâm, có tôi không ai nghi ngờ Thùy Vân.
sĩ có giấy viết gì không? Làm ơn cho tôi mượn. À, có. Nè, có viết gì thì viết ít thôi, vì cô còn đang bệnh mà. Để tôi ra mời cô Thị Vân vào đây cho cô nha. Để cho Thùy Vân khỏi bị tiên quan, mình phải viết vài dòng để lại. Và sẵn đây, mình cũng có vài chữ để vĩnh biệt Hoài Châu.
của thế gian này nữa. Ngọc ơi, em có nghe chân tiếng thét gào của anh đang quỳ bên xác em mà ta lôi? Em có biết chân lòng anh đang đau nhói và quất nghẹn trào dâng làm cho anh lạ cha lệ dân đã chở cô ấy vào đây cấp cứu mà. Quyên ơi, tôi đến nhà để nói với chị Ngọc phải tha lỗi, và tôi đã năn nỉ hết lời để chia sẻ nỗi cô đơn. Hai người đàn bà xích lại gần, mình chia nhau hạnh phúc, tôi thấy cùng vẹn vẻ đôi đường. Nhưng chị Ngọc đã dứt khoát thề không gặp Châu nữa. Tôi gian lớn hết lời nhưng Ngọc nào cứ nghe. Bàn tay run chân lạnh và mặt của chị lại tái xanh. Ngọc bị tổ huyết tôi đưa liền vào đây. Cô mưu mô, cô xảo quyệt lắm. Làm bộ chở chị tôi đi cấp cứu để chạy tội chứ gì. Sự thật ra sao vậy anh? Anh hỏi làm gì nữa? Tôi không tin bác sĩ này đâu. Tôi sẽ nhờ nhà chức trách can thiệp. Cô Quyên, cô hãy xem bức thơ này của ai. Trời ơi, tôn chữ và chữ ký của chị tôi đi mà. Đừng ai nghi ngờ cho thuyền dân. Tôi chết vì trở bờ thần linh. Chỉ biết xin lỗi chị. Trong lúc tôi đau lòng quá không kịp nghĩ suy. Xin lỗi bác sĩ. Dạ, chị tha lỗi cho. Chồng, tôi xin chia buồn cùng cậu. Dù cậu có thương Ngọc đến đâu thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Cậu hãy lo tống tán cho Ngọc chu đáo,
để an ủi linh hồn Ngọc nơi chính suối. Dân, nhờ anh lo thủ tục cho tôi được chở Ngọc về nhà. Được, để tôi lo. Ngọc, Ngọc, em... Chàng lạnh lùng.